Phẩm thứ 23. Quán điên đảo. Hỏi: Từ tưởng nhớ phân biệt, sinh khởi tham sân si, tịnh bất tịnh điên đảo, đều từ chúng duyên sinh. Pháp: Nếu nhân tịnh bất tịnh, điên đảo sinh tam độc. Tam độc tức vô tính, nên phiền não chẳng thật. Chẳng do nơi tướng tịnh thì chẳng có bất tịnh, do tịnh có bất tịnh cho nên chẳng bất tịnh. Chẳng do nơi bất tịnh thì cũng chẳng có tịnh, do bất tịnh có tịnh cho nên chẳng có tịnh. Giải thích: Nếu phiền não do tịnh, bất tịnh, điên đảo, tưởng nhớ phân biệt mà sinh, tức chẳng có tự tính. Do nhân duyên của tưởng nhớ phân biệt mới sinh, chẳng phải tự sinh. Chẳng tự sinh thì chẳng có tự tính. Cho nên phiền não chẳng thật. Phiền não đã chẳng thật thì cái nhân điên đảo cũng phải chẳng thật. Phẩm thứ 24. Quán tứ đế. Nếu tất cả bất không, khổ, tập, diệt, đạo, nếu mỗi mỗi có tự tính, tức là bất không, thì chẳng có sinh diệt. Như thế thì chẳng có pháp của tứ thánh đế. Nếu khổ có định tính, tính nhất định, sao lại từ tập sinh? Khổ nếu có định tính cũng chẳng nên có diệt. Khổ nếu có định tính thì chẳng có tu đạo. Nếu đạo tu tập được thì chẳng có định tính. Giải thích: Định và bất định đều chẳng thể thành lập, nên pháp tứ thánh đế cũng chẳng thể thành lập. Phẩm thứ 25. Quán niết bàn. Nếu các pháp chẳng không thì vô sinh vô diệt, vô niết bàn. Nếu niết bàn là có, niết bàn thuộc hữu di, hữu còn chẳng niết bàn, huống là nơi vô ư? Giải thích: Tất cả pháp, tất cả thời, tất cả chủng tử đều do nhân duyên sinh, nên cứu cánh không. Trong cứu cánh không, tự tính tất cả pháp đều bất khả đắc. Do đó, các pháp có sở hữu đều ngưng, hí luận đều diệt. Hí luận diệt nên thông đạt thực tướng vô tướng của các pháp. Phẩm thứ 26. Quán thập nhị nhân duyên. Chúng sinh si ghe lấp vô minh, rồi mới khởi tâm hành, quá khứ hiện tại vị lai. Vì từ hành duyên khởi, tùy hành vào lục đạo, do nhân duyên chư hành. Thức thọ thân lục đạo, vì có chấp lấy thức, tăng trưởng nơi danh sắc. Vì danh sắc tăng trưởng, do đó sinh lục nhập. Giải thích: Vì có đại khổ ấm tụ tập, nên phàm phu vô trí mà sinh khởi cái căn bản chư hành của sinh tử này. Người trí thì chẳng khởi. Do sự thấy như thực thì vô minh diệt, thì chư hành cũng diệt. Vì nhân diệt nên quả cũng diệt. Tu tập cái trí quán thập nhị nhân duyên sinh diệt như thế, nên cái sự ấy diệt. Vì sự ấy diệt cho đến sinh lão tử ưu bi, ưu sầu bi thảm, đại khổ ấm đều như thực diệt hết. Nếu pháp có thể diệt thì chẳng phải pháp thật. Pháp thật thì chẳng có sinh diệt. Phẩm thứ 27. Quán tà kiến. Như trong đời quá khứ, hữu ngã vô ngã kiến, hoặc cộng hoặc bất cộng, việc ấy đều chẳng phải. Ngã nơi đời vị lai, hoặc tác hoặc bất tác, người có kiến như thế đều đồng đời quá khứ. Nếu trời tức là người thì đọa vào bên thường, nếu trời khác với người thì chẳng có tương tục. Nếu nửa trời nửa người thì đọa nơi nhị biên. Pháp nếu định có lai và nhất định có khứ thì sinh tử hữu thị, thực thì chẳng diệt này. Nếu thế gian hữu biên
làm sao có hậu thế? Nếu thế gian vô biên, làm sao có hậu thế? Ngũ ấm thường tương tục, cũng như ngọn tim đèn, do đó nên thế gian chẳng hữu biên, vô biên. Vì nhất thiết pháp không, những kiến chấp thế gian, ở nơi nào, lúc nào, ai khởi nhưng kiến chấp, hữu vô thường biên, vân vân. Đức Phật Đại Thánh Chủ thương xót chúng sinh thuyết pháp này, đoạn tất cả kiến chấp. Nay tôi đảnh lễ Phật. Giải thích: lục đạo luân hồi là hiện tượng trong chiêm bao, dù có mà chẳng thật, nên người nào có chấp thật đều thuộc về tà kiến. Xin xem thêm trong yếu chỉ Phật Pháp bài Hai thứ chiêm bao do Duy Thức biến hiện. Lời kết. Pháp sư Diệu Nhân ngày 22 tháng 12 năm 1983 khi đọc Nhập Trung Luận có bút ký rằng: các đại luận sư Ấn Độ như Phật Hộ, Thanh Biện, Nguyệt Sưng, Tịnh Mạng đều kế thừa học thuyết Trung Quán của Long Thọ, nhưng vì quan điểm chẳng đồng trong vấn đề cho với chẳng cho, có ngoại cảnh mà sinh ra học phái chẳng đồng. Thanh Biện luận sư phá Duy, Duy Thức Luận trong danh ngôn kiến lập tông phái cho có ngoại cảnh, phái này gọi là Kinh Bộ Hạnh Trung Quán Sư. Tịnh Mạng luận sư thì lập cái thuyết vô ngoại cảnh, phái này gọi là Du Già Hạnh Trung Quán Sư. Nguyệt Sưng luận sư thì cho là Trung Quán Kiến của Phật Hộ luận sư thù thắng nhất, mà theo phái Phật Hộ lại nói đời sau phần nhiều Trung Quán Sư đều tùy thuận học thuyết của Phật Hộ với Nguyệt Sưng. Còn các phái Tát Ca, phái Ca Cử và phái Cách Lỗ của Phật giáo Tây Tạng cũng theo Trung Quán Kiến của Nguyệt Sưng luận sư, đồng thời kiến lập Nhập Trung Luận Tụng và giải thích, cũng cho biết danh hiệu phái Ứng Thành và phái Tự Tục của Trung Quán, vân vân. Thằng ơi, tác giả Trung Luận dùng Trung Quán để phá kiến chấp của nhị biên tương đối. Nếu nhị biên đã phá thì đâu có cái Trung để an lập. Tại sao các đại luận sư Ấn Độ mỗi mỗi đều có Trung Quán Kiến của họ mà sinh ra nhiều học phái chẳng đồng như danh hiệu bốn phái kể trên? Thậm chí ảnh hưởng Phật giáo Tây Tạng cũng sinh Trung Quán Kiến. Nếu theo đó suy luận thì Phật giáo các nước khác cũng có thể bị truyền nhiễm kiến chấp của họ mà chẳng tự biết, khiến chư Phật chư Tổ muốn phá mà hơi sức đâu phá hết. Trung Luận là vị thuốc để phá trừ kiến chấp nhị biên. Nếu chấp thuốc thành bệnh thì chẳng thể trị, như trong phẩm phá hành đã ghi rõ vậy. Nếu bút ký của Pháp sư Diệu Nhân là thật thì các đại luận sư kể trên cũng là thuộc về kẻ chư Phật chẳng thể giáo hóa ư? Lăng Nghiêm Tông Thông. Ư sơ văn trung, nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch, động tịnh nhị tướng, liễu nhiên bất sinh, như thị tiệm băng, văn sở văn tận. Đoạn này như trong kinh đã nói, giải thoát bước đầu tiên của nhĩ căn của nhân không, phá được nhân ngã chấp. Tận văn bất trụ, tức là năng văn sở văn đều tận mà chẳng trụ nơi văn tận. Giác sở giác không, tức là như trong kinh đã nói, tính không tròn đầy sáng tỏ, được pháp giải thoát, phá được pháp ngã chấp. Không giác cực viên, không sở không diệt, như trong kinh nói, giải thoát pháp chấp xong rồi thì cái không cũng chẳng sinh, phá được không chấp. Sinh diệt, ký diệt, tịch diệt hiện tiền, tức là kinh nói
từ Tam Ma Địa chính định, được vô sinh nhẫn, chứng ngộ vô sinh pháp nhẫn. Có phải nhờ không mới được dung nạp, không phải nhờ có mới được hiển bày. Có chẳng thể lìa không mà thấy có, không chẳng thể lìa có mà hiển hiện. Nên tâm kinh nói: sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, vì sắc không bất dị, chẳng thể tách rời vậy. Trích từ Đại Trí Độ Luận của Ngài Lâm Thọ Bồ Tát. Tại sao chẳng nói hư không quảng đại vô biên, dung nạp tất cả vật, mà lại nói hư không vô sở hữu, dung nạp tất cả vật? Đại thừa cũng vô sở hữu, sao không dung nạp tất cả vật? Hiện tiền thấy hư không vô sở hữu, tất cả vạn vật đều ở trong đó, vì vô sở hữu nên mới dung nạp. Pháp tâm, tâm sở cũng vô hình tướng, tại sao không dung nạp tất cả vật? Pháp tâm, tâm sở là tướng giác tri, chẳng phải tướng dung nạp, lại chẳng có trụ xứ trong ngoài gần xa, chỉ do tướng phân biệt mới biết có khái niệm của tâm. Sắc pháp có trụ xứ, do sắc mới biết có hư không. Vì sắc chẳng dung nạp nên mới biết hư không dung nạp. Bởi do vô minh nên biết có minh, do khổ nên biết có vui, do chỗ không có sắc nên nói có hư không, chẳng có tướng khác. Lại nữa, pháp tâm, tâm sở còn có cái nghĩa không dung nạp, cũng như tâm tà kiến không dung nạp chính kiến, tâm chính kiến không dung nạp tà kiến. Còn hư không thì chẳng phải vậy, tất cả đều dung nạp. Lại pháp tâm, tâm sở là tướng sinh diệt, là pháp có thể đoạn dứt, hư không thì chẳng thể đoạn dứt. Pháp tâm, tâm sở với hư không chỉ giống ở chỗ vô hình, vô sắc, chứ không được nói là tất cả đều chẳng khác. Do đó, nên trong các pháp nói hư không dung nạp tất cả. Ý tôi hỏi là tại sao chẳng nói hư không quảng đại vô biên dung nạp tất cả vật, mà lại nói vô sở hữu nên dung nạp tất cả vật? Tôi nói hư không chẳng tự tướng, do sắc tướng nói có hư không. Nếu chẳng có tự tướng thì chẳng có hư không. Nếu chẳng có hư không thì lấy gì nói quảng đại vô biên? Nói tướng dung nạp tức là hư không rồi, tại sao lại nói chẳng có? Tướng dung nạp tức là chẳng có sắc tướng, là chỗ sắc chẳng đến, gọi là hư không. Nếu hư không là thật thì lúc chưa có sắc phải có hư không. Nếu chưa có sắc mà có hư không thì hư không vô tướng. Tại sao vậy? Vì chưa có sắc vậy. Do có sắc nên biết có hư không, vì có sắc mới có vô sắc. Nếu trước có sắc sao mới có hư không, thì hư không lại thành pháp tạo tác. Pháp tạo tác chẳng gọi là thường. Nếu có pháp vô tướng thì chẳng thể được vô lý. Do đó nên chẳng có hư không. Nếu vậy hư không là thường có, bởi do sắc mà có tướng hư không hiện, rồi chứng tỏ có hư không ư? Nếu hư không trước đã vô tướng thì sau cũng là vô tướng. Nếu hư không trước đã hữu tướng thì tại sao tướng ấy không có sở tướng? Chẳng có tướng sở hữu của hư không. Nếu trước vô tướng thì sau cũng vô tướng, chẳng có tướng mạo của hư không. Nếu lìa hữu tướng vô tướng thì chẳng có trụ xứ của tướng. Nếu tướng chẳng trụ xứ thì sở tướng cũng chẳng trụ xứ. Sở tướng chẳng có nên tướng cũng chẳng có. Lìa tướng và sở tướng đâu còn pháp nào nữa. Cho nên hư không chẳng gọi là tướng, chẳng gọi là sở tướng, chẳng gọi là pháp, chẳng gọi là phi pháp, chẳng gọi là hữu, chẳng gọi là vô. Ngôn ngữ cách tuyệt, tịch diệt như vô dư niết bàn. Tất cả pháp khác cũng như thế. Nếu tất cả pháp đều như thế, tức là hư không,
tại sao còn lấy hư không để thí dụ? Nhân quả của các pháp đều là hư vọng, bởi vô minh mới có. Cái hư vọng đó lừa gạt chúng sinh, vì chúng sinh ở nơi các pháp hư vọng sinh tâm chấp trước, mà chẳng phải ở nơi hư không sinh tâm chấp trước, mặc dù hư không cũng là hư vọng. Lục trần hư vọng lừa gạt tâm chúng sinh, hư không dù hư vọng nhưng chẳng phải như thế, cho nên lấy hư không để thí dụ. Dùng việc thô hiện tiền để phá việc di tế, như hư không bởi sắc mới có nên chỉ là giả danh, chẳng phải pháp nhất định. Chúng sinh cũng thế, do ngũ uẩn hòa hợp mới có, cũng là giả danh, chẳng phải pháp nhất định. Đại thừa Phật pháp cũng như thế, bởi do chúng sinh tính không nên chẳng Phật, chẳng Bồ Tát. Bởi do chúng sinh chấp có nên có Phật, có Bồ Tát. Nếu chẳng Phật, chẳng Bồ Tát thì chẳng có Phật pháp đại thừa. Do đó, đại thừa dung nạp vô lượng, vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh. Nếu thật có pháp thì chẳng thể dung nạp vô lượng chư Phật và đệ tử. Nếu thật chẳng có hư không, tại sao dung nạp vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh? Do nghĩa này nên Phật thuyết pháp đại thừa vốn chẳng có nên A Tăng Kỳ chẳng có, A Tăng Kỳ chẳng có nên vô lượng chẳng có, vô lượng chẳng có nên vô biên chẳng có, vô biên chẳng có nên tất cả pháp cũng chẳng có. Như thế nên dung nạp. Nói tiếng A Tăng Kỳ, A tiếng Hán dịch là vô, Tăng Kỳ dịch là số. Chúng sinh các pháp mỗi mỗi đều chẳng bờ bến nên gọi là vô số. Dùng số để đếm mười phương xa gần của hư không đều chẳng bờ bến nên gọi là vô số. Đem tính số để đếm từng cái một của sáu ba la mật, mỗi mỗi bố thí, mỗi mỗi trì giới, vân vân, vốn chẳng có số. Dùng số ấy để đếm bao nhiêu chúng sinh cho đến Phật thừa, quá khứ, hiện tại, vị lai đều chẳng thể đếm, ấy gọi là vô số. Cũng có người nói số ban sơ là một, chỉ có số một, một thêm một nên nói là hai. Thế thì tất cả chỉ là một, chẳng có số khác. Nếu tất cả đều là một, tức là vô số vậy. Cũng có người nói tất cả pháp hòa hợp nên có tên gọi. Cũng như chiếc xe do trục, dành xe, vỏ xe hòa hợp thành tên gọi là chiếc xe. Thật thì chẳng có pháp nhất định. Một pháp chẳng có thì nhiều pháp cũng chẳng có, vì trước một sau mới nhiều. Lại nữa, dùng số để đếm vật, vật chẳng có thì số cũng chẳng có. Nói vô lượng không thể đo lường, cũng như dùng đấu để lường gạo, dùng trí huệ để đo lường các pháp cũng như thế. Các pháp tính không nên vô số, vô số nên vô lượng, vô lượng nên vô biên, chẳng có thật trí. Tâm kinh nói vô trí diệt vô đắc. Như thế làm sao có tướng nhất định của các pháp để đo lường? Vì vô lượng nên vô biên, lượng gọi là tổng tướng, biên gọi là biệt tướng. Lượng là ban sơ, biên là cuối cùng. Lại nữa, từ cái ta cho đến kẻ biết kẻ thấy vốn chẳng có thì thực tế cũng chẳng có. Thực tế chẳng có nên vô số cũng chẳng có, vô số chẳng có nên vô lượng chẳng có, vô lượng chẳng có nên vô biên chẳng có, vô biên chẳng có nên tất cả pháp cũng chẳng có. Do đó nên nói tất cả pháp cứu cánh thanh tịnh, ấy là pháp đại thừa dung nạp tất cả vậy. Chúng sinh và pháp hai thứ làm nhân với nhau. Nếu chẳng có chúng sinh thì chẳng có pháp, nếu chẳng có pháp thì chẳng có chúng sinh. Trước nói tổng tướng tất cả pháp không, sau nói biệt tướng mỗi mỗi các pháp đều không. Thực tế tức là diệu pháp sau cùng.
cái này đã chẳng có thì cái kia làm sao có. Từ cái tính bất khả tư nghì cho đến tính niết bàn cũng đều như thế. Ghi chú: trong bài nói chẳng có, chẳng phải có ý nghĩa đoạn diệt, vì người biết chẳng có ấy chẳng thể đoạn diệt vậy. Nếu đoạn diệt được thì ai biết chẳng có. Tâm như hư không vô sở hữu. Nguồn gốc của Phật Pháp là tâm, nguồn gốc của vũ trụ cũng là tâm. Người học Phật Pháp phải biết cái nguồn gốc, đó chính là tâm mình chứ chẳng phải ai khác. Theo thực tế mà nói, Phật giáo là giáo dục truyền dạy tâm pháp dẫn đến giác ngộ cuối cùng. Nhưng hiện nay nhiều người hiểu lầm cho là một tôn giáo mê tín. Nói giáo dục là bao gồm vũ trụ vạn vật, chẳng có một sự vật nào thiếu sót gọi là vạn pháp duy tâm. Vì nguồn gốc của vạn sự vạn vật là tâm linh, nên Phật Thích Ca nói tất cả duy tâm tạo. Vậy tâm là thế nào? Tâm là một danh từ ai cũng nói được, nhưng tâm là gì thì chẳng ai biết. Tổ thứ 14 của Thiền Tông Ấn Độ là Ngài Long Thọ dùng hư không vô sở hữu để thí dụ cho tâm. Tâm linh vốn chẳng có hình thể, số lượng, do đó dùng bộ óc suy nghĩ chẳng thể tiếp xúc, chẳng thể dùng lời nói văn tự để diễn tả. Phật Pháp chỉ có thể miễn cưỡng nói là tính không. Không này tức là để hiển bày sự dụng của tâm. Cũng như hư không vô sở hữu mà dung nạp tất cả vật, tất cả vũ trụ vạn vật, từ mặt trăng, mặt trời cho tới núi sông, đất đai, nhà cửa, cây cối. Bất cứ cái gì đều phải nhờ cái vô sở hữu này dung nạp và ứng dụng. Cuộc sống hàng ngày của con người như ăn cơm, mặc áo, nói năng, tiếp khách, làm việc đều phải nhờ cái vô sở hữu này mới được hiển bày. Chỉ tiếc rằng chúng ta ứng dụng hàng ngày mà chẳng tự biết. Nên Phật Thích Ca dạy pháp thiền trực tiếp để mọi người đều được tự hiện toàn vẹn chính tâm mình. Cái giờ phút hiện ra tâm mình gọi là kiến tính thành Phật. Dù nói thành Phật, thực chẳng có Phật để thành, chỉ là ở trong mở mắt chiêm bao tỉnh dậy mà thôi. Cũng như ở trong nhắm mắt chiêm bao tỉnh dậy thì tự chứng tỏ tất cả sự vật trong chiêm bao, người và thế giới chiêm bao đều chẳng thật, gọi là chứng ngộ. Bản thể của tâm vô sở hữu tức là trống rỗng. Vì trống rỗng nên gọi là tính không. Vì tính không nên cùng khắp không gian, thời gian. Cùng khắp không gian thì chẳng có khứ lai, nên gọi là như lai, nghĩa là đúng như bản lai. Cùng khắp thời gian thì không có gián đoạn sinh diệt, nên gọi là niết bàn. Vì trống rỗng, vô sở hữu, chẳng có chỗ để trụ, nên gọi là vô sở trụ. Vì trống rỗng vô trụ thì chẳng thể trói buộc, nên gọi là giải thoát. Nghĩa chữ Phật là giác ngộ. Tâm của chúng sinh đều có tính giác ngộ, nên gọi là Phật tính, cũng gọi là Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Nói tóm lại, danh từ thì có muôn ngàn sai biệt khác nhau, nhưng nghĩa thì chẳng khác, chỉ là hiển bày thể dụng của tâm mà thôi. Vì tâm vô sở hữu thì chẳng thể kiến lập, nên Phật nói là vô thủy, chẳng có bắt đầu, cũng gọi là vô sinh. Vì có sinh thì phải có bắt đầu, vì vô sinh thì không thể kiến tập. Nếu có thể kiến lập, ắt có sự sinh khởi và bắt đầu, cho nên người chứng quả gọi là ngộ pháp vô sinh, cũng gọi là chứng vô sinh pháp nhẫn. Nói một cách khác, tất cả kinh Phật đều dùng sự hiểu biết của chúng sinh
để chứng tỏ tất cả sự vật qua ý thức của bộ não nhận biết đều chẳng phải thật, nên nói vạn pháp duy tâm, tất cả do tâm tạo. Vì tâm có thể tạo là có kiến lập, tức là chẳng thật vậy. Bốn bài kệ nói về cái tri của chân như Phật tính. Một, nếu dùng tri tri tịch, chẳng phải vô duyên tri. Như tay cầm như ý, phi tay chẳng như ý. Chẳng phải tay không cầm như ý. Hai, nếu dùng tri tri tri, chẳng phải vô duyên tri. Như tay tự tác quyền, phi tay chẳng tác quyền. Ba, chẳng dùng tri tri tịch, cũng chẳng tự tri tri. Chẳng phải là vô tri, vì tự tính rõ ràng, chẳng đồng như gỗ đá. Bốn, tay chẳng cầm như ý, cũng chẳng tự tác quyền. Chẳng phải là không tay, vì tay vẫn an nhiên, chẳng đồng như sừng thỏ. Ghi chú: vô duyên tri, chính tri kiến của Phật tính không có sự nhân duyên đối đãi nên gọi là vô duyên tri. Lược giải: bốn bài kệ kể trên của ngài Quyền Giác Vịnh Gia đại sư dùng cánh tay để thí dụ vô duyên tri của Phật tính, cũng gọi là chính biến tri, cũng gọi là trí bát nhã. Kinh Lăng Nghiêm nói: tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Nay ngài Vĩnh Gia dùng cánh tay để thí dụ sự tri chẳng thể kiến lập. Vì có kiến lập thì có nhân duyên đối đãi, chẳng thể gọi là vô duyên tri. Nói vô duyên là không có nhân duyên đối đãi, như bài kệ thứ nhất. Nếu kiến lập sở tri, dù sở tri là tịch lặng, những người tu đến mức độ tịch lặng, cảm thấy thanh thanh tịnh tịnh, tự cho là mức độ cao lắm, mà chẳng biết hệ kiến lập sở tri thì có năng sở đối đãi, chướng ngại sử dụng, hoạt bát dạng năng của bản tri, vô duyên tri. Như tay cầm cây như ý thì trụ nơi ngoại cảnh, đánh mất sự dụng hoạt bát dạng năng của tay. Tay chẳng cầm cây như ý thì muốn lấy gì cũng được. Hễ tay cầm cây như ý rồi thì lấy gì cũng chẳng được vậy. Bài kệ thứ hai là tiến thêm một bước. Dù chẳng lập sở tri nhưng biết mình có năng tri, vẫn là kiến lập sự tri. Có tri thì có bất tri để đối đãi, nên chẳng phải vô duyên tri. Như tay chẳng cầm vật bên ngoài mà tự tác quyền, tự làm nắm tay. Tác quyền rồi tức là trụ nơi cái tri của tự mình kiến lập, thì mất hết sự dụng hoạt bát dạng năng của cánh tay, nên cũng chẳng thể cầm lấy đồ vật nào cả. Vậy chẳng biết ngoại cảnh cũng chẳng tự có biết. Người ta thường cho như thế là lọt vào vô tri như gỗ đá, chẳng biết gì cả. Nên có bài kệ thứ ba: vì tự tính rõ ràng, chẳng đồng như gỗ đá. Thế thì làm sao chứng minh được? Nên có bài kệ thứ tư dùng cánh tay để chứng tỏ. Như tay chẳng cầm vật ngoài, cũng chẳng tự tác quyền. Chẳng phải là không tay, vì tay vẫn an nhiên, chẳng hề bị mất. Nên chẳng đồng như sừng thỏ, vì sừng thỏ chỉ có tên gọi mà chẳng có vật thật vậy. Hỏi: tổ sư thiền dùng cái không biết nghi tình để tu, khi đến thoại đầu thì sắp kiến tính. Sắp kiến tính là sắp biết, phải không? Đáp: không thể nói là sắp biết, vì bản tri vốn vô thủy vô sinh, chưa bao giờ bị gián đoạn thì làm sao nói sắp biết được. Nếu bị gián đoạn rồi biết lại mới có thể nói là sắp biết. Cũng như nói trời gần sáng rồi, mặt trời sắp chiếu. Mặt trời có ngưng chiếu hồi nào đâu mà nói mặt trời sắp chiếu. Không thấy ánh sáng mặt trời là vì bị che khuất, chứ đâu phải mặt trời ngưng chiếu. Cái tri của con người cũng thế, không thể nói là sắp biết. Sở dĩ không hiện được bản tri
là do ý thức phân biệt của bộ não ham kiến lập sở hữu rồi tự che khuất, chứ cái tri của bản thể vốn không bao giờ bị gián đoạn vậy. Vì bản tri không gián đoạn nên chẳng thể kiến lập sư tri. Nếu kiến lập sư tri tức có hai cái tri, thiền tông gọi là trên đầu mọc thêm cái đầu, ấy là bệnh nặng, phải mời bác sĩ cắt bỏ mới được. Này nói sơ về cách thực hành tham tổ sư thiền, tức là tham thoại đầu và khám thoại đầu. Thoại là lời nói, đầu là đầu tiên lời nói, nghĩa là chưa khởi ý niệm, muốn nói mới được gọi là thoại đầu. Hễ khởi niệm muốn nói là thoại dĩ rồi. Tham là hỏi câu thoại để kích thích sự không hiểu, không biết. Kháng là nhìn chỗ không biết, muốn xem chỗ không biết đó là gì. Chỗ không biết thì không có chỗ, không có chỗ thì không có mục tiêu để nhìn, nên nhìn mãi không thấy gì, vẫn còn không biết. Chính cái không biết đó thiền tông gọi là nghi tình. Hành giả tham thiền cứ hỏi và nhìn, đồng thời đi song song để giữ cái nghi tình. Nghi tình này sẽ đưa hành giả đến thoại đầu. Thoại đầu tức là vô thỉ vô minh, cũng gọi là đầu sào trăm thước, cũng là nguồn gốc của ý thức. Từ đầu sào trăm thước tiến thêm một bước, ngay đó liền lìa ý thức. Cái sát na lìa ý thức đó gọi là kiến tính thành Phật, tức là trí bát nhã được hiện hành khắp không gian, thời gian, sự hiểu biết chẳng có gì thiếu sót. Giáo môn gọi chính biến tri. Nguồn gốc của Phật Pháp. Thân thể của trí bát nhã có người gọi là Phật tính, tâm chân như, diệu tâm. Bản thể của nó là tri, mà dụng của nó cũng là tri. Tất cả mọi người trên thế gian, tất cả chúng sinh cho đến vạn vật trong vũ trụ đều là vật sở tri của nó. Nhưng mà tất cả người, tất cả chư Phật đều chẳng thể biết được nó, vì nó chẳng thuộc về sở tri. Cho nên nó vĩnh viễn không thể bị ai phát hiện được, luôn cả Phật. Vì nếu nó đã bị phát hiện thì thành sở tri rồi. Điều này ở trên thế gian thật là kỳ diệu, lại thêm kỳ diệu. Nhưng theo lý toán học mà suy luận thì cũng chẳng phải kỳ diệu. Theo một cuốn sách toán học ở Hồng Kông xuất bản nói, có con sâu dép cỏ là động vật rất nhỏ, cứ mỗi một ngày đêm thì nứt ra thành hai. Từ đời thứ nhất đến đời thứ 90 thì thể tích của nó bằng 1 mét khối. Đến đời thứ 130 thì thể tích của nó bằng quả địa cầu. Nếu đảo ngược lại, đem quả địa cầu xẻ 2, xẻ 4, xẻ 8, cứ tiếp tục xẻ qua 130 lần thì trở lại bằng con sâu dép cỏ. Theo lý luận này, nếu đem con sâu dép cỏ xẻ thêm một lần 130 nữa thì đơn vị thịt của con sâu dép cỏ do con số biểu thị đó còn thấy được chăng? Nếu đem nó xẻ thêm 10 lần 130 cho đến 100.000 lần 130 thì con số vẫn có thể biểu thị được đơn vị thịt của con sâu đó. Nhưng thực tế thì thịt của con sâu đó chúng ta còn cảm nhận được không? Căn cứ theo toán học, nếu đem một con sâu là một đơn vị một, trước một đó thêm con số 0 thì thành 0.1, thêm số 0 nữa thì thành 0.01. Cứ theo đó mà suy, tiếp tục vẽ thêm số 0 cho đến dài bằng vòng quanh một quả đất, rồi 2 quả đất, rồi 3 quả đất, thì vĩnh viễn vô tận. Giả sử khoa học kỹ thuật cải tiến kính hiển vi tốc độ còn nhanh hơn vẽ số 0 thì có thể phát hiện được đơn vị thịt của con sâu đó. Nhưng đơn vị ấy thật sự chưa phải là thực tế,
vì con sâu còn phải phân chia mãi mãi cho đến vô cùng. Việc này Phật Thích Ca gọi là bất khả đắc, cũng gọi là nghĩa vô thủy, vô sinh. Trong Kinh Lăng Già, Phật nhắc đi nhắc lại với chúng sinh, cần phải xa lìa tự tâm hiện lượng, bởi vì cái năng hiện của tự tâm là tri và kiến. Sở hiện tức là hữu và vô đều thuộc về sản phẩm của bộ não. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói, tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Tri kiến là năng lập, hữu vô là sở lập. Khi bộ não biến thành tro, biến thành đất rồi, thì cái bất khả đắc của pháp bản trụ đâu có thể theo bộ não mà biến thành tro đất ư? Theo lời Thế Tôn nói, bất khả đắc gọi là bất sinh, bất khả biến gọi là bất diệt. Cái pháp bất sinh bất diệt này tức là bản thể của thực tướng vậy. Trích lục từ Lăng Nghiêm Tông Thông quyển 1 và 2. Tông Thông rằng: Bát thức quy củ tụng nói, kẻ ngu khó phân biệt giữa thức với căn, bởi vì căn với thức khó phân biệt đã lâu. Nếu nói căn chẳng phải thức, thì căn là căn, thức là thức. Vậy thì thức phải thấy căn, nhưng thật thì chẳng thấy. Nếu nói căn tức là thức, thì kẻ chết vẫn còn nhãn căn, tại sao không thấy? Nên biết ngũ căn chỉ là vật chất có tác dụng chiếu soi cảnh trần mà thôi. Thức thì phải phân biệt rõ ràng. Hiện tượng của hai thứ quân tập chẳng đồng. Ngũ căn thuộc về sắc pháp, tức là thân tướng phần của thức thứ tám, có hai tác dụng chấp và thọ, là tính vô ký, phi thiện phi ác. Ngũ thức là tâm pháp thức, là kiến phần của thức thứ tám, đầy đủ ba tính thiện ác vô ký, có khả năng giúp cho ý thức phân biệt rõ ràng, gọi là tính cảnh thuộc hiện lượng. Nên tụng nói, tính cảnh hiện lượng thông tam tính, đến thức thứ sáu mới có phân biệt thuộc tỷ lượng phi lượng. Xem lược giải. Đây là sự phân biệt giữa căn với thức vậy. Lược giải: Bát thức quy củ tụng nói, tính cảnh hiện lượng thông tam tính. Tính cảnh hiện lượng y theo tục đế nói, sự nhận biết đối với cảnh vật của tiền ngũ thức thuộc tính cảnh hiện lượng. Độ lượng của mỗi thức đều có tính bất khả biến chân thật và cố định. Như nhĩ thức nghe âm thanh chỉ biết là âm thanh, như dùng thước đo dải chỉ biết độ dài là bao nhiêu thước tắc. Độ dài này cố định là tính bất khả biến, chẳng thể tăng giảm. Năng lực của mọi thức chỉ có thể giữ đúng bổn vị của mình mà thôi. Tam tính thiện ác vô ký. Một, tính thiện là làm những việc lợi ích cho bản thân hoặc người khác nơi hiện tại và vị lai. Tin tưởng tâm thiện là do chủng tử thiện căn sở tạo. Tất cả việc thiện cũng gọi là thiện nghiệp. Tính ác do các tâm tham dục sinh khởi tạo tất cả ác nghiệp, vi phạm tổn hại đến mình hoặc người khác nơi đời hiện tại và vị lai, thuộc về tính ác, cũng gọi là ác nghiệp. Tính vô ký là pháp phi thiện phi ác, chẳng có chút niệm nào dính mắc sự lợi ích hay tổn hại, chẳng thể dùng ý thức để phân biệt. Trong duy thức có hai thứ vô ký. A, vô ký có che lấp, tự thể nó có tính chấp trước rất yếu để che lấp thánh đạo, như thức thứ bảy luôn luôn chấp thức thứ tám là ta, dù chẳng có sức để trực tiếp lợi ích hoặc tổn hại mình và người, nhưng có cái tự thể chấp trước. Sự vật nào đồng như tính này đều thuộc về vô ký có che lấp. B, vô ký chẳng che lấp, tự thể nó chẳng có tính chấp trước, nhưng tự tính rất yếu, chẳng có chút sức nào để lợi ích hoặc tổn hại mình và người,
như thức thứ 8. Phàm có tính đồng với loại này đều thuộc về vô ký chẳng che lấp. Hai tính kể trên gọi chung là tính vô ký. Về tam tính gồm thiện, ác, vô ký, phi thiện, phi ác. Tề ngũ thức dù thông tam tính mà chẳng thể phân biệt tam tính. Thức thứ 6 thì có tính khả biến, thuộc tỷ lượng và phi lượng. Hiện lượng như trước mắt thấy mưa, tỷ lượng như sáng thức dậy thấy sân trước sân sau đều thấm ướt thì suy biết đêm qua có mưa. Phi lượng như thấy mặt đất bị tưới nước ướt, tưởng là đêm qua có mưa, sự thật thì chẳng có mưa. Tiền ngũ thức chẳng thể hợp tác với nhau, mỗi thức chỉ có thể kết hợp với cảnh trần riêng biệt của mỗi thức. Còn thức thứ 6 thì có thể hợp tác với bất cứ thức nào trong tiền ngũ thức mà sự nhận thức của nó thuộc tính khả biến. Ngũ căn chỉ có thể nhận thức về cảm giác, còn thức thứ 6 thì có tác dụng về tư duy và liễu ngộ. Cũng như nhãn căn là có năng lực về thị giác, nhưng chỉ có thể chiếu soi cảnh trần mà chẳng thể phân biệt. Còn nhãn thức qua thị giác thì có tác dụng nhận thức phân biệt thuộc tính cố định. Ý căn chỉ có năng lực tư duy, còn ý thức thì qua sự tư duy rồi sinh tác dụng nhận thức phân biệt thuộc tính khả biến. Nói tóm lại, lục căn có thể giúp cho lục thức sinh khởi sự phân biệt cao độ vậy. Kinh Pháp Bảo Đàn phân biệt lục căn với lục thức có nói: sắc thân, thân thể của người thế gian là thành, lục căn là cửa. Ngoài có năm cửa, tức ngũ căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Trong có cửa ý, tức ý căn. Lúc sáu thức ra sáu cửa, tức lục căn. Nếu ở nơi lục trần mà chẳng tạp, chẳng nhiễm, thì tới lui tự do, ứng dụng chẳng ngại, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là vô niệm hạnh. Bát thức quy củ tụng có câu: khứ hậu lai tiên tác chủ công. Thức thứ 8 chứa các chủng tử của thiện ác nghiệp. Khi đầu thai thì đến trước lai tiên, khi chết là cái rời khỏi nhục thân sau cùng, khứ hậu. Do tính chấp ngã của thức thứ 7 kết hợp với sinh lý của cơ thể mà làm chủ nhân nơi thân này, bắt đầu từ tinh cha trứng mẹ kết hợp thành thai nhi, nhờ bát thức làm cơ nhân mà dần dần hình thành hệ thống thần kinh của não bộ, đồng thời cùng khắc các tế bào và lục phủ ngũ tạng của toàn thân, do bộ não làm thủ tướng. Do sự lôi kéo của ngã chấp khiến lục thức với lục căn hợp tác mà nghe theo lệnh của bộ não. Nhưng mà lục căn thuộc về sắc pháp, thể vật chất, lục thức thuộc về tâm pháp, thể tinh thần. Căn có thể hoại diệt, thức thì chẳng thể hoại diệt. Nếu tu hành đến kiến tính thì chuyển được bát thức thành tứ trí mà ra khỏi luân hồi, chấm dứt sự sinh tử, dứt hẳn sự đầu thai chuyển thế, tự do tự tại vĩnh viễn, chẳng còn tạo nghiệp và bị nghiệp lực trói buộc. Về chuyển thức thành trí, trong kinh Pháp Bảo Đàn có 8 câu kệ: đại viên cảnh trí tính thanh tịnh, bình đẳng tính trí tâm chẳng bệnh, diệu quan sát trí chẳng tác ý. Sự thấy của diệu quan sát trí chẳng cần tác ý. Thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, chỉ dùng tên gọi chẳng thật tính. Nếu ngay nơi chuyển chẳng dính mắt, ở chỗ náo động cũng đại định. Lược giải: 1. Đại viên cảnh trí tính thanh tịnh. Thức thứ 8 chuyển thành trí như gương tròn chiếu soi, phổ chiếu vạn pháp là trí vốn thanh tịnh của bản tính. 2. Bình đẳng tính trí tâm chẳng bệnh. Thức thứ 7 chấp thức thứ 8 là ta. Thức thứ 8
là bản thể của tất cả pháp, thành bệnh ô nhiễm, nay chuyển thành bình đẳng tính trí. Ảnh hưởng thức thứ sáu chẳng khởi phân biệt, tưởng thì tâm chẳng bệnh. 3. Điều quan sát trí chẳng tác ý. Khi thức thứ sáu chuyển thành diệu quan sát trí rồi, dù thấy mà chẳng có tác ý. 4. Thành sở tác trí đồng duyên cảnh. Tiền ngũ thức duyên theo sự lãnh đạo của thức thứ sáu mà khởi vọng tưởng phân biệt. Khi chuyển thành thành sở tác trí rồi, tức đồng đại viên cảnh trí, dù dùng mà chẳng tác ý phân biệt. 5. Ngũ bát lục thất quả nhân chuyển. Lục và thất là trong nhân chuyển, thức thứ sáu là nhân tiệm tu thuộc giáo môn, thức thứ bảy là nhân đốn ngộ thuộc thiền môn. Ngũ và bát là trên quả chuyển, vì hễ vọng chấp của thức thứ bảy chuyển thì ngũ và bát cũng chuyển theo. 6. Chỉ dùng tên gọi chẳng thật tính. 8 thứ thức kể trên chuyển thành tứ trí chỉ là tên gọi, chẳng có tính thực, nghĩa là chỉ chuyển cái tên gọi mà chẳng phải chuyển cái thể vậy. 7. Nếu ngay nơi chuyển chẳng dính mắc. Nếu ở nơi chuyển mà chẳng chấp trước, chẳng chấp thật. 8. Ở chỗ náo động cũng đại định. Bất cứ chỗ hoàn cảnh náo động cách mấy cũng đều đại định, chẳng có nhập định, xuất định, vĩnh viễn ở trong định. Chư Tổ đã triệt ngộ mỗi mỗi đều tự có cái cơ xảo phương tiện để khế hợp với đương cơ. Hoặc đánh, hoặc hét, hoặc nói, hoặc nín. Các cơ xảo ấy giống như sự bài đặt vô lý, nhưng lại tác dụng đột nhiên cắt đứt nguồn suối ý thức của hiện nghiệp người đó. Mục đích là để khiến học giả ngay đó khai ngộ, chẳng phải muốn học giả hiểu rõ đạo lý. Nếu học giả tự làm tài khôn, dùng ý thức cầu tri giải đạo lý, tức tự bế tắc cửa ngộ của mình, như thế thì vĩnh viễn chẳng ngộ được. Xin các bạn đồng tham cẩn thận. Lời kinh. Cho nên A Nan, nay ngươi phải biết, lúc thấy sáng, kiến tinh tính thấy chẳng phải là sáng. Lúc thấy tối, kiến tinh chẳng phải là tối. Lúc thấy thông, kiến tinh chẳng phải là thông. Lúc thấy nghẽn, kiến tinh chẳng phải là nghẽn. Bốn nghĩa trên chứng tỏ kiến tinh chẳng theo cảnh trần sinh diệt. Ngươi còn nên biết, kiến kiến chi thời, lúc cái bản kiến tự hiện. Kiến phi thị kiến, kiến chẳng phải là kiến. Kiến do ly kiến, kiến còn phải lìa kiến. Kiến bất năng cách, vì kiến chẳng thể thấy được kiến. Tại sao còn nói tướng nhân duyên, tự nhiên và hòa hợp? Tông thông. Đây là Thế Tôn hiển bài đệ nhất nghĩa đế, gọi là diệu bồ đề đạo vậy. Kiến và kiến duyên gồm đủ năm nghĩa: sáng, tối, thông, nghẽn là bốn thứ kiến duyên, sở kiến. Còn kiến tinh là một thứ kiến vọng, năng kiến. Thế Tôn ở đây phân biệt kiến, kiến tinh và kiến duyên là tướng sáng, tối, thông, nghẽn. Đem bốn nghĩa sở kiến suy luận thì chứng tỏ kiến tinh lìa trần mà có. Trần có sinh diệt, kiến tinh không có sinh diệt. Cũng nhờ suy luận này mà phân biệt chân kiến. Chân kiến thường chiếu rõ kiến tinh, mà kiến tinh chẳng thể chiếu rõ chân kiến. Chân kiến là đệ nhất nguyệt, chân nguyệt, cho nên kiến tinh là vọng như đệ nhị nguyệt. Than ơi, kiến do ly kiến, dù nói là kiến nhưng còn phải lìa kiến, bởi vì kiến tinh chẳng thể thấy được, kiến bất năng cách. Do đó, nơi nào có bóng dáng để mô tả mà cho là nhân duyên, là tự nhiên hòa hợp, ấy chẳng phải vọng sao? Công án 1. Bách Trượng hỏi Tăng: thấy chăng? Tăng đáp: thấy. Trượng hỏi: thấy rồi thế nào?
Đáp: thấy chẳng hai. Trượng hỏi: đã nói thấy chẳng hai, tức là chẳng dùng kiến để thấy cái kiến, nếu dùng kiến để kiến nữa, vậy là cái kiến trước đúng hay là cái kiến sau đúng? Như kinh nói, khi kiến kiến là hiện cái bản kiến, tức là kiến tính. Kiến chẳng phải là kiến, kiến còn phải lìa kiến, vì kiến tinh chẳng thể đến được. Cho nên chẳng hành kiến pháp, chẳng hành văn pháp, pháp nghe, chẳng hành giác pháp, chư Phật liền thọ ký cho. Kinh Bảo Tích nói, pháp thân chẳng thể dùng kiến văn giác tri để cầu, chẳng phải sợ thấy của nhục nhãn vì vô sắc, chẳng phải sợ thấy của thiên nhãn vì vô vọng, chẳng phải sợ thấy của huệ nhãn vì lìa tướng, chẳng phải sợ thấy của pháp nhãn vì lìa chư hành vô thường, chẳng phải sợ thấy của Phật nhãn vì lìa chư thức, chẳng phải lập những tri kiến kể trên gọi là tri kiến Phật, tức là diệu giác. Công án 2. Xưa kia Đại Lãng tham kiến Mã Tổ. Tổ hỏi: người đến cầu gì? Đáp: cầu tri kiến Phật. Tổ hỏi: Phật chẳng tri kiến, tri kiến là ma, ngươi từ đâu đến? Đáp: từ núi Nam Nhạc đến. Tổ hỏi: ngươi từ Nam Nhạc đến, chưa rõ tâm yếu của Tàu Khê, ngươi mau về đó, chẳng nên đi nơi khác. Đại Lãng về đến Nam Nhạc Thạch Đầu, liền hỏi: thế nào là Phật? Thạch Đầu đáp: người chẳng có Phật tính. Đại Lãng hỏi: sâu bọ hàm linh lại như thế nào? Thạch Đầu đáp: sâu bọ hàm linh thì có Phật tính. Hỏi: sao Huệ Lãng lại không có? Hầu đáp: vì ngươi không chịu thừa nhận. Lãng nghe ngay đó khai ngộ. Sau khi kiến tính ở chùa, hễ có người học đạo đến, Đại Lãng đều bảo: đi đi, ngươi chẳng có Phật tính. Ngài tiếp chúng đều đại khái như thế. Kinh nói: vì A Nan lầm nhận kẻ đuổi theo vật là tâm nên Phật quở, ấy chẳng phải tâm ngươi. A Nan nói: tôi làm tất cả việc đều nhờ tâm này, nếu Phật nói ấy chẳng phải tâm thì tôi là người không có tâm. Chẳng phải tâm là chẳng phải bản tâm. Vậy theo công án Đại Lãng kể trên thì được biết đâu phải lìa giác tri mà không còn cái gì ư? Có năng lượng khắp không gian, thời gian. Chân tâm xa lìa tất cả, phân biệt tức đại viên cảnh, xa lìa chư trần như hữu, vô, động, tịnh, vân vân. Tâm này vốn tự ô nhiễm nên gọi là thanh tịnh. Nhiễm mà chẳng nhiễm nên gọi là diệu tịnh. Tất cả nhân quả thế giới, vi trần, vân vân đều từ chân tâm mà kiến lập. Đó cũng là bản tính vọng tâm của cửu pháp giới vậy. Cửu pháp giới là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, Tu La, Súc Sinh, Quỷ, Địa Ngục. Tông thông rằng, thân ngươi tức là tướng phần, tâm ngươi tức là kiến phần. Tướng phần gồm có pháp sở duyên của căn trần như sơn hà đại địa, sáng tối sắc không, vân vân. Kiến phần gồm 8 thứ thức, tức lục thức, mạt na và a lại gia. Cả hai phần đều là sử dụng của chân tâm. Tâm này bản vốn diệu, chẳng nhờ tu tập. Tại sao nói bản diệu vậy? Vì nói về thể thì là viên diệu minh tâm, từ diệu khởi minh nên gọi là viên. Nói về cái dụng thì là bửu minh diệu tính, tức minh mà diệu nên gọi là bửu, tức diệu mà minh, chẳng trụ nơi minh, tức minh mà diệu,
chẳng trụ nơi diệu, nên chẳng có chút nhiễm ô. Nếu chuyển thành trí, ấy tức là đại viên cảnh trí của bản diệu vậy. Cho nên tất cả kiến phần, tướng phần đều là bóng sở hiện trong gương tròn mà thôi, tức đại viên cảnh trí. Tâm thông rằng kiến tinh với duyên trần đuổi theo cảnh trần là có năng sở khác biệt. Diệu tâm với kiến tinh thì có cái thể với dụng khác biệt, nên diệu tâm như chân nguyệt, đệ nhất nguyệt, kiến tinh như đệ nhị nguyệt, duyên trần phân biệt như bóng trăng trong nước vậy. Nếu cho niệm là tri thì tâm chẳng cùng khắp. Bồ Tát Mã Minh nói, nếu tâm có động, khởi tâm động niệm thì cái tri chẳng cùng khắp. Tướng động gọi là niệm ngại, là bị niệm chướng ngại, lìa những niệm ngại cái tri ấy mới cùng khắp. Công án 3. Báo Từ Văn Thùy đã từng nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm, tham kiến Pháp Nhãn Thiền Sư, trình sở học của mình cho là phù hợp ý chỉ trong kinh. Pháp Nhãn hỏi, Lăng Nghiêm há chẳng phải có nghĩa bát hoàng ư? Văn Thùy đáp, phải. Nhãn hỏi, Minh Hoàng cái gì? Đáp, Minh Hoàng Nhật Luân mặt trời. Nhãn hỏi, Nhật Hoàng cái gì? Văn Thùy ngơ ngác chẳng thể trả lời, từ đó khâm phục mà thỉnh pháp. Vậy có thể biết chủ trong chủ, chẳng phải dùng thí dụ giải thích mà có thể đến được. Tông thông rằng, Ban Sơ A Nan hỏi, diệu tâm tại sao chẳng thể hoàn? Phật vì chân tâm chẳng thể diễn tả, nên mượn kiến tinh để phương tiện khai thị. Kiến tinh gần với chân tâm như đệ nhị nguyệt, nhưng kiến tinh này cũng vọng, cũng cần phải hoàn. Chỉ có chân nguyệt dụ cho chân tính mới thật là bất hoàn vậy. Công án 4. Dân cư Trí Thiền Sư nói, tính thanh tịnh vốn là trạm nhiên, chẳng có lay động, chẳng thuộc hữu vô, chẳng thể lấy bỏ, thể tự như như. Thấy rõ như thế mới gọi là kiến tính. Tính tức Phật, Phật tức tính, nên gọi là kiến tính thành Phật. Tính đã thanh tịnh, chẳng thuộc hữu vô, tại sao có kiến? Kiến vô sở kiến. Đã vô sở kiến, sao lại còn có kiến? Kiến ấy cũng vô. Khi kiến như vậy là ai kiến? Chẳng có kẻ năng kiến. Cứu cánh đạo lý ấy như thế nào? Vọng cho là có thì có năng sở, nên gọi là mê. Tùy kiến sinh trí giải mà đọa sinh tử. Người minh kiến thì chẳng phải vậy, suốt ngày kiến mà chưa từng kiến. Cầu chỗ danh hiệu thể tướng đều chẳng thể được. Năng sở cùng tuyệt gọi là kiến tính. Tính này cùng khắp tất cả nơi chăng? Không nơi nào chẳng cùng khắp. Phàm phu có chăng? Đã nói không nơi nào chẳng cùng khắp, đâu thể phàm phu mà chẳng có ư? Tại sao chư Phật, Bồ Tát chẳng bị nhốt trong sinh tử, chỉ có phàm phu bị chịu khổ này, vậy đâu được cùng khắp? Phàm phu ở nơi tính thanh tịnh cho là có năng sở thì đọa vào sinh tử. Chư Phật, Bồ Tát khéo biết trong tính thanh tịnh chẳng thuộc hữu vô, tức chẳng lập năng sở. Nếu nói như vậy, tức là có người năng liễu và người bất liễu, tri. Liễu còn chẳng thể đắc, huống là có người bất liễu ư? Chí lý như thế nào? Ta nói lời chủ yếu, ngươi nên biết, trong tính thanh tịnh chẳng có thánh phàm, cũng chẳng có người liễu hay bất liễu. Thánh với phàm, cả hai đều là danh. Nếu tùy danh sinh trí giải, tức đọa nơi sinh tử. Nếu biết giả danh chẳng thật, tức chẳng có kẻ để gắn cái danh. Lại nói, đây là chỗ cùng tột. Nếu nói ta liễu,
ngươi bất liễu, tức là bệnh nặng. Thấy có thánh phàm dơ sạch cũng bị bệnh nặng. Cho là chẳng có thánh phàm lại thuộc xóa bỏ nhân quả. Thấy có tính thanh tịnh để trụ cũng là bệnh nặng. Cho là không có tính thanh tịnh để trụ cũng bệnh nặng. Nhưng trong tính thanh tịnh vốn chẳng mất các phương tiện ứng dụng và hưng từ vận bi khởi lên và vận dụng lòng từ bi. Như thế, tức là ở nơi hưng khởi vận dụng mà cái tính hoàn toàn thanh tịnh ấy gọi là kiến tính thành Phật vậy. Lời nói kể trên của Văn Cư Trí đối với giải thích kiến do ly kiến rất là rõ ràng, nên cùng ghi ở đây.